is good. It was a pleasure running away with you. Yeah! See you. We were just children acting like a girl. Yeah. Crazy, naive, bold and careful. Hôm nay thì anh Henry có chuyến bay đi Mỹ. Và Mai và bé Jessica thì hôm nay chủ nhật hai mẹ con sẽ ở nhà và đi gặp bạn bè của Mai. Mai có một chị bạn thì mới từ Việt Nam qua, nên là hôm nay thì Mai sẽ đi gặp chị ấy. You get everything? Yes, I do. Anh Henry hôm nay thì chuyến bay này thì anh Henry sẽ đi 3 ngày. Và sau 3 ngày nữa thì anh Henry sẽ lại trở về nhà. Bye bye anh. I have no regrets, only forget. Mai, Mai xin chào mọi người. Xin chào mọi người. Con xin chào mọi người. Anh Henry thì vừa mới đi làm rồi. Hôm nay anh Henry có chuyến bay đi Mỹ. Và Mai và bé Jessica thì hôm nay ở nhà. Mai sẽ đưa bé Jessica đi chơi cùng với Mai. Hôm nay thì Mai sẽ gặp một chị bạn của Mai mới bay từ Việt Nam qua Phần Lan. Và bởi vì là chị ấy thì về Việt Nam chơi 3 tháng, Mai thì đang nhớ Việt Nam rất là nhiều rồi. Nên là Mai rất là mong đợi được gặp chị bạn ấy. Và để chị ấy kể cho Mai nghe về cái cuộc hành trình của chị ấy 3 tháng vừa rồi ở Việt Nam. Mời mọi người cùng đi chơi với Mai và Jessica nhá. Đi thôi, con sẵn sàng chưa? Yêu mẹ cả. Hôm nay trời nắng rất là đẹp. Ở ven đường thì hoa đã bắt đầu rất là nhiều rồi. Mùa xuân và mùa hè ở Phần Lan thì thời tiết rất là đẹp mọi người ạ. Hoa và thiên nhiên, chim hót. Jessy đi chơi còn không quên mang theo người bạn. Bạn con tên là gì? Bạn Cutie hả? Mình đang đi chơi ở đâu con nhỉ? Tên của chỗ này là gì? Chipla, đúng rồi. Thúy đây rồi. Hello Thúy. Hôm nay Thúy không cho Bon theo à? Không, sợ lắm. Với cái này với Bon. Dạo này bụng to rồi. Nên là đi một mình cho nó dễ. Hôm nay Bon ở nhà với bố hả? Ok. Bây giờ mình đi qua kia rồi sau đó là gặp chị Trâm, chị bạn của Mai và Thúy. Và hôm nay nhà Thúy sẽ ăn ở quán Thái này. Quán này có tên là Bangkok Night. Cái này có nhiều chi nhánh ở Helsinki á. Nhưng mà quán này là quán yêu thích của Thúy và Mai mỗi lần hẹn gặp nhau. Bây giờ nhà Thúy sẽ chọn món trước khi chờ chị Trâm đến. Rất là nhiều món ngon mọi người ạ. Wow, nhìn đồ ăn Thái là siêu hấp dẫn luôn á. Đúng rồi, thì cũng nhìn cái gì cũng 3 quả ớt. Rất là cay. Siêu cay. Thì ăn cay rồi đúng không? Ăn mạnh luôn á. Hôm nay thì anh thích ăn món gì? Cái món mà hai đứa mình cùng thích. Cá chiên giòn. Đúng rồi, thì bà Mai sẽ chọn cá chiên giòn trước. Tại vì món này hơi lâu, chờ chị Trâm đến. Còn đây Jessica hôm nay có váy đẹp luôn á cả nhà. Váy cầu vồng. Ở trên này view xuống này cả nhà. Nhà Thúy ở tầng 3, còn cái này là tầng 2. Dưới đây còn có nhiều món Tây nữa ấy. Nhưng mà nhà Thúy vẫn thích nhất là món Thái Lan. Và con chọn món gì? Jessica chọn món gì? Jessica phải suy nghĩ đã, vì nhiều món ngon quá. À ha, con chọn món rồi hả? Gì đây con? Tôm hả? À, mì tôm. Đây là pad Thái đúng không? Phải là Jessica thích ăn pad Thái với tôm đúng không?
Thế mình gọi món này nhá. Vâng ạ. Giỏi quá. Jessie ơi, con đã chọn được món chưa? Hôm nay con thích ăn món gì? Món cơm nha. Cơm hay là mì nhỉ? À cơm chứ, ok. Thế Jessica đưa cho cô Thúy một quyển để cô Thúy cô Thúy tìm xem cô Thúy thích ăn món gì. Món yêu thích của Thúy ở đây là gì? Cá chiên giòn. Cá chiên giòn này, cua chiên giòn. Rồi, cua sữa chiên giòn. Mình ăn cùng kèm với cơm hoặc là cơm nếp nhỉ? Đúng rồi, cơm nếp các bạn. Với cả gọi cái gì? Sơn tâm hả? Sơn tâm, ừ. Sơn tâm. Mà đợt trước là Thúy với Mai đã ăn tôm, đặc biệt là cua lột chiên giòn. Ừ, cua lột cũng ngon ha. Và không biết là chị Trong có thích ăn cua rất, không? Rất là nhiều món luôn. Đây là trung tâm mua sắm, cũng ở khá gần chỗ khu vực nhà Mai. Ở đây thì có rất là nhiều thứ, nhiều món ngon và nhiều các cửa hàng để shopping mọi người ạ. Jessica và cô Thúy thì đang tìm kiếm xem là hôm nay mình sẽ ăn món gì. Bự quá rồi á. Chị Trâm tới rồi. Jessica thì đang đói bụng quá mà thức ăn thì phải đợi một lát mới có, nên là Mai đi mua cho bé Jessica nước ép trái cây. Bây giờ mình đi lên với các cô nha. Cái này cua chiên hả Mai? Cua chiên. Cái này là cua chiên. Đúng rồi, món cua chiên lên trước. Wow, ngon quá à. Nhắm nhắm. Và đây là cá chiên. Rồi, hành tráng quá nè. Ngon quá à. Jessie ăn đi con. Sao con? Dạ. Con ăn đi, con ăn đi. Đây là cua đấy. Con ăn cua đi. Ôi Jessica, lấy thìa ăn hẳn hoi con. Sao lấy tay vậy? Bẩn quá à. Bát thái. Bát thái tôm. Ngon quá à. Gọi một món thôi mà đúng không? Đó. Gọi một bát thái cho nó sẽ hai cái. Một cái mà nên là chị không biết. Không sao, không sao. Hết đây. Như cái ngày gì mà nó đi thế. Chào mừng chị Trâm trở lại Phan Lan. Trời ơi, hàng sáng. Yeah. Jessie. Nâng đi. Đi vô. Đi con đâu? Yo, chào mừng cô Trâm trở lại Phần Lan. Wow, bây giờ đến chuyên mục chị Trâm đã mua quà cho Mai và các chị. Wow, Thúy ơi. Quà đẹp quá. Cái túi này mà mình khoác mình đi chợ mua đồ các thứ á, xinh lắm ấy. Mùa hè luôn á. Mùa hè mình có thể đựng vài cái đồ xong đi picnic nè. À, chị Trâm mua cho Thúy màu trắng và chị Trâm mua cho Mai màu hồng vì chị Trâm biết là Mai thích màu hồng. Yay. Đây là cái túi màu hồng, đúng là rất là hợp với cô Mai luôn á. Quá hợp luôn á Mai. Đúng rồi, chị Trâm có mắt nhìn thật sự. Trâm ơi. Bây giờ thì Mai cùng với các chị đi qua xem mấy đồ trang trí ở trong nhà. Cái đĩa này cũng hay ghê thế ha. Cái này để trang trí thôi hả Mai? Đúng không? Kiểu như là mình bê đồ đúng không? Cái khay á. Jessica con làm gì mẹ vậy con? Jessica làm gì mẹ vậy? Kéo mẹ về. Jessica hôm nay vui lắm luôn á. Jessica ra chào em bé đi. Em bé đây này. Em bé đây này. Em bé ơi. Em bé ơi. Mấy tháng nữa mình gặp em bé rồi. Xong gặp em bé. Con chào em bé đi. Con chào tay vào em bé nè. Chị chào em. Ôi trời ơi, em bé nó đạp tay con không? Ồ, em bé chào chị đấy. Em bé chào chị Jessica đấy. Wow, Jessica tìm được cái ghế xinh quá. Cái ghế này làm bằng từ một cái khúc gỗ này.
Con mua ghế này hả? Mẹ mua được. Nhỏ bé xinh xắn hả? Mua được không? Nhưng mà mẹ mua thì ai cầm về bây giờ, nặng lắm. Đợi bố nha, khi nào bố đi. Ui. Nặng không? Và bây giờ bé Jessica đi xem váy và áo của Jessica. Jessica hôm nay ngoan quá à, đợi mẹ chơi cùng với bạn của mẹ. Sau đó thì mẹ với Jessica đi mua đồ cho Jessica nha. Nhiều đồ đẹp quá. Nhiều váy xinh quá. Túi màu hồng hả con? Wow. Cái này để làm gì hả con? Mình đi trong nhà hả? Khi nào mình ngủ dậy mình đi cái này trong nhà đúng không con? Em nắm hả? Con muốn không? Con giơ ra cho mọi người xem nào. Con thử á? Không không, không được thử đâu con. Không được thử đâu. Tại vì làm bẩn mất của người ta. Con ơi, bạn gấu của con rơi dưới sàn nhà rồi kìa. Bẩn mất bạn con. Bây giờ thì Mai và bé Jessica đang ở tiệm của Mai. Hôm nay thì Mai không có làm việc, chỉ mang đồ đến tiệm và đưa bé Jessica đi chơi một lát thôi. Bạn của Mai đang làm mi cho khách. Hôm nay Mai có khách quý tới chơi nhà nên là Mai phải mời khách quý một cái kẹo nào. Chào quý khách. Quý khách có muốn ăn kẹo không? Quý khách nói như nào? Xin cảm ơn. Dạ không có gì. Xin chào. Hôm nay con muốn làm móng tay như thế nào? Con muốn làm móng tay ngắn hay dài? Ngắn thôi hả? Ok. Thế con thích màu gì? Con thích màu nhũ hả? Con có muốn là làm móng tay màu đỏ không? Con dám xin không? Làm nhũ thôi hả? Con có tay xinh thế nhỉ? Hơi khô một tí thôi nhưng mà đẹp lắm. Thế Nam được không? Có muốn nối mi nữa không? Ok, bây giờ con kiểm tra xem là móng tay ngắn như thế này được chưa? Đẹp chưa? Được rồi hả? Rồi con đưa tay đây để mẹ chọn màu cho con nhé. Thế con thích màu gì? Ở đây có nhiều màu lắm, con thích màu gì? Con thích màu xanh hả? Ừ. Màu xanh giống Elsa đúng không? Rồi cho mẹ xem tay nào. Ôi, đẹp quá rồi. Hôm nay được khách quý tới thăm tiệm đây. Mai đang đi dạo ở ngoài đường và thấy có một cây táo có hoa rất rất là thơm mọi người ạ. Hoa thơm và đẹp. Jessie ơi. Jessie làm gì? Wow, Jessica có hoa tặng mẹ hả? Đẹp quá, mẹ cảm ơn con. Đáng yêu quá à. Đi thôi. Bây giờ thì Mai sẽ cho bé Jessica đi xe đạp và Mai thì đi dạo quanh cái khu gần nhà của Mai. Anh Henry thì bây giờ đã tới Mỹ rồi và anh Henry cũng đang đi dạo ở phía bên ngoài thành phố. Anh Henry có gửi cho Mai một số cái video ở bên đó. Mời mọi người cùng xem là thành phố ở bên chỗ anh Henry đang tới như thế nào nhá. Cảm ơn mọi người đã xem video của Mai ngày hôm nay. Chúc mọi người một ngày thật là nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại. Jessie ơi, đợi mẹ con. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along and I can't help but